Australia Vitamin Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc, cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho cả người lớn và trẻ em với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamin đều có trên website của công ty. Đặc biệt, Australia Vitamin cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng để gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam ra Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Trinh hoặc Chiến qua số 0415 070 789 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả, lịch trình chủng ngừa chậm chạp tại Úc hiện nay đang gây nhiều lo ngại về thời điểm mà nước Úc có thể đạt được miễn nhiễm cộng đồng. Và thời điểm này có lẽ cũng sẽ là thời điểm để mở cửa biên giới quốc gia. Và để đạt được miễn nhiễm cộng đồng, thì ngay từ thời điểm này, cư dân Úc cần phải đẩy mạnh tiến độ chủng ngừa. Vì vấn đề hiện nay không phải là thiếu hụt vaccine, mà bởi vì sự lơ là của cư dân Úc. Trong khi đó, thì trong sinh hoạt chính trị tại Úc, cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull bị tố cáo là phản bội Đảng Tự Do. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021. Chủng ngừa COVID-19, khi nào miễn nhiễm cộng đồng có thể đạt được? Vào thời điểm chiều hôm qua, tại Úc đã có 3.2 triệu liều vaccine được sử dụng. Trong số này, tiểu bang New South Wales đã dẫn đầu nước Úc khi đạt được mốc 1 triệu người đã được chủng ngừa. Và vào thời điểm này thì câu hỏi được đặt ra là đến khi nào thì cộng đồng Úc Châu đạt được miễn nhiễm cộng đồng. Ngay cả Thủ tướng Morrison cũng nói rằng hiện nay vẫn chưa thể biết được là cho đến khi nào thì miễn nhiễm cộng đồng có thể đạt được tại Úc. Ngoài ra, Thủ tướng Morrison cũng tiết lộ là các chuyên gia y tế tại Úc hiện đang nghiên cứu các dữ kiện tại nước ngoài, vì cho đến nay thì chưa ai biết được chính xác là bao nhiêu phần trăm cư dân cần phải được chủng ngừa để miễn nhiễm cộng đồng có thể đạt được. Có người nói rằng ít nhất là 60% cư dân cần phải được chủng ngừa, nhưng ngay cả trong số các chuyên gia thì ý kiến của họ cũng không đồng nhất. Tuy nhiên, ngay cả cố vấn của Tổng thống Mỹ, chuyên viên dịch tễ học, bác sĩ Anthony Fauci cũng đã phải nhìn nhận là miễn nhiễm cộng đồng thật ra khó quy định một cách chính xác, đôi khi cần phải có 75% đến 85% cư dân chủng ngừa thì mới có thể đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng này. Tại Úc hiện nay, theo nguồn tin chính thức, thì đã có 3.2 triệu liều vaccine đã được sử dụng, và trong số này 307.409 liều đã được sử dụng cho những cư dân tại các viện dưỡng lão và trung tâm khuyết tật. Trong khi đó, thì theo nguồn tin của ngân hàng NAB, trích dẫn thông tin từ nhật báo tài chính Australian Financial Review, thì hiện nay tại Úc đã có 12.5% cư dân được chủng ngừa. Và cũng theo nguồn tin từ báo AFR, thì tiến độ chủng ngừa tại Úc đã bắt đầu gia tăng với nhân số trung bình là 64.000 người mỗi ngày trong tuần trước. Và trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, thì nhân số được chủng ngừa đã lên đến mức kỷ lục là 95.500 người. Chủng ngừa COVID-19, không nên chờ đợi vaccine ưa chuộng, theo lời Bộ trưởng Y tế Liên bang. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt đã mạnh mẽ khuyến khích tất cả những ai, đặc biệt là thành phần trên 50 tuổi, nên chủng ngừa ngay khi có thể được, tức là ngay tại thời điểm này. Nhắc lại là vài ngày trước đây thì Bộ trưởng Greg Hunt đã nói rằng vì chủng ngừa COVID-19 tại Úc không có tính cách bắt buộc, nên cư dân vẫn có thể chờ đợi cho đến sang năm để có thể được lựa chọn loại vaccine chủng ngừa mà mình tin tưởng. Tuy nhiên, đây không phải là lời khuyên của chính phủ cũng như của các chuyên gia, vì sự chờ đợi này sẽ có nhiều nguy hiểm, vì bệnh tật có thể lây lan trước khi chúng ta chủng ngừa. Ngoài ra, Bộ trưởng Greg Hunt cũng nói rằng, ngay từ thời điểm này, chính phủ khuyến khích tất cả mọi người trên 50 tuổi nên chủng ngừa càng sớm càng tốt. Đồng thời, ông cũng nói rằng nước Úc sẽ nhận đủ liều vaccine để chủng ngừa cho tất cả cư dân. Và vào cuối năm nay thì nước Úc cũng sẽ có đủ vaccine theo kỹ thuật mới, tức là mRNA cho tất cả cư dân Úc. Tại Úc, vaccine theo kỹ thuật mới này là Pfizer và Moderna do Mỹ chế tạo và sản xuất. Trong khi đó, thì Chủ tịch Y sĩ đoàn AMA bác sĩ Omar Khurshid đã đề nghị chính phủ nên gia tăng chiến dịch quảng cáo thông tin cộng đồng đối với vaccine AstraZeneca.
Chính phủ cũng như các chuyên gia y tế đều xác quyết rằng vaccine AstraZeneca và Pfizer đều có hiệu lực như nhau, tức là khoảng 97%. Vaccine AstraZeneca hiện nay đang được sử dụng tại 139 nước, trong khi vaccine Pfizer, BioNTech, thì được sử dụng tại 90 nước. Sự khác biệt này có thể là vì vấn đề chuyển vận và bảo trì, vì vaccine Pfizer cần được lưu trữ ở nhiệt độ lạnh cao hơn so với vaccine AstraZeneca. Chủng ngừa COVID-19 không nên chờ vaccine ưa chuộng, theo lời các chuyên gia. Sau khi Bộ trưởng Y tế Greg Hunt xác nhận là cư dân Úc nên chủng ngừa càng sớm càng tốt, thì các chuyên gia y tế cũng đã có những lời kêu gọi tương tự. Nhắc lại là theo tài liệu từ các cuộc thăm dò, thì một số người thuộc thành phần từ 50 tuổi trở lên có thể vẫn còn lơ là hoặc chần chờ để có thể được chủng ngừa với vaccine mà họ ưa chuộng, tức là Pfizer, thay vì AstraZeneca. Lý do có thể là vì có nhiều tin tức liên quan đến tình trạng máu đông, mặc dầu biến chứng này ít khi xảy ra. Nhắc lại là tất cả những ai từ 50 tuổi trở lên đều được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca kể từ ngày 3 tháng 5. Nhưng theo lời giáo sư Julie Liss, một chuyên viên về vấn đề chủng ngừa thì nói rằng, trong thành phần trên 50 tuổi này có nhiều người đang chờ đợi để có thể được chủng ngừa với vaccine Pfizer vào cuối năm. Vào thời điểm này, như Việt FaceTV đã loan, thì New South Wales đã đạt được mốc 1 triệu người được chủng ngừa và hiện nay đang khuyến khích cư dân từ 40 đến 49 tuổi nên đăng ký chủng ngừa với vaccine Pfizer. Theo giáo sư Julie Liss, thì sở dĩ một số người lớn tuổi tại Úc đã quyết định chờ đợi thay vì chủng ngừa ngay bây giờ là vì kế hoạch thông tin không thuần nhất. Trong khi đó, thì tin tức về các trường hợp máu đông lại được tường thuật rộng rãi, tạo ra một thái độ tiêu cực. Ngay cả giáo sư John Skerritt, trưởng nhiệm TGA cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lợi ích của việc chủng ngừa, đặc biệt là chủng ngừa với vaccine AstraZeneca là nhiều hơn rủi ro gấp bội. Bởi lý do là nếu chúng ta không chủng ngừa thì chúng ta có thể trở thành nạn nhân bị tấn công bởi virus COVID-19. Tại sao đại dịch COVID-19 tái phát mạnh mẽ tại đảo quốc Seychelles? Đảo quốc Seychelles là một chuỗi các hòn đảo tọa lạc tại phía đông bắc của đảo Madagascar tại Ấn Độ Dương, là nơi mà việc chủng ngừa đã được thực hiện cho trên 60% cư dân từ nhiều tháng trước đây. Thế nhưng nay thì đảo quốc này đã đang phải đối diện với đợt dịch bùng phát bệnh ở mức cao nhất từ trước đến nay. Chuyên gia dịch tễ học, giáo sư Raina McIntyre của Viện Đại học New South Wales vừa nghiên cứu về trường hợp của đảo quốc Seychelles, là nơi mà đã có ít nhất 71% cư dân đã được chủng ngừa với mũi đầu tiên và 62% đã được chủng ngừa hai lần. Và trong số cư dân đã được chủng ngừa thì có đến 57% đã được chủng ngừa với vaccine Sinopharm của Trung Quốc và 43% thì được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca. Với những dữ liệu thống kê này thì người ta tin tưởng rằng tình trạng tại đây đáng lẽ ra phải tốt đẹp. Thế nhưng hiện nay đã có 37% ca nhiễm mới và trong số này có đến 20% những ca đang được chữa trị tại bệnh viện là những người đã chủng ngừa hai lần, đến mức độ mà chính phủ đã phải áp đặt trở lại các giới hạn xã hội. Giải thích tình trạng này, giáo sư McIntyre đã đưa ra một số yếu tố. Thứ nhất là miễn nhiễm cộng đồng có thể chưa đạt được ở mức độ 62% cư dân được chủng ngừa. Thứ hai là miễn nhiễm cộng đồng chưa đạt được vì sự hữu hiệu của vaccine Sinopharm của Trung Quốc ở mức thấp. Thứ ba có thể là vì đảo quốc Seychelles đã có nhiều chủng biến thể, đặc biệt là chủng biến thể kép Ấn Độ B.1.617 là loại chủng biến thể có sức lây lan nhanh chóng. Hoặc cũng có thể là vì vấn đề chuyển vận và bảo quản vaccine đã không được tốt, nên vaccine không còn được hữu hiệu. Sinh hoạt chính trị. Cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull bị tố cáo phản bội Đảng Tự do. Kể từ khi mất chức Thủ tướng vào năm 2018, ông Malcolm Turnbull thường có những lời lẽ và những hành động được coi là bất lợi cho Đảng Tự do ở cấp liên bang cũng như cấp tiểu bang. Cụ thể thì vào ngày mai, thứ Bảy, tiểu bang New South Wales sẽ có cuộc bầu cử bổ túc tại vùng Upper Hunter ở phía bắc của Sydney. Tuy nhiên, thay vì ủng hộ ứng cử viên Đảng Tự do, thì ông Malcolm lại có lời lẽ ủng hộ ứng viên độc lập. Chẳng những thế mà ông bà Malcolm Turnbull còn biếu tặng $6,000 cho ứng viên độc lập này để vận động chống lại chính phủ liên đảng New South Wales. Nhiều người đã coi hành động này của ông Malcolm Turnbull là một sự phản bội và kêu gọi ông nên rời khỏi Đảng Tự do. Riêng Phó Thủ hiến New South Wales, ông John Barilaro, còn chỉ trích ông Malcolm Turnbull một cách mạnh mẽ và yêu cầu ông Turnbull hãy nên rời khỏi Đảng Tự do ngay lập tức. Trong khi Thủ hiến Gladys Berejiklian thì có lời phát biểu nhẹ nhàng hơn.
và cũng từ chối kêu gọi ông Turnbull rời khỏi đảng. Nhắc lại là đơn vị Upper Hunter này do Đảng Quốc gia nắm giữ với một đa số là 2.6%. Tuy nhiên, chính phủ liên đảng hiện đang có nguy cơ mất đơn vị này, và nếu điều này xảy ra trong cuộc bầu cử bổ túc vào ngày mai, thì chính phủ liên đảng sẽ trở thành thiểu số tại Quốc hội New South Wales. Sinh hoạt chính trị. Victoria công bố ngân sách và áp đặt thuế mới vào doanh nghiệp. Ngày hôm qua thứ Năm, chính phủ lao động tại Victoria đã công bố ngân sách 2021-2022. Đây là một chính phủ lao động, nhưng có vẻ lại theo đuổi truyền thống của đảng tự do, tức là hạn chế chi tiêu để ngân sách không bị thâm thủng nặng nề. Đặc điểm của ngân sách này là chính phủ lao động sẽ đặt ra một loại thuế gọi là levy đánh vào các doanh nghiệp mỗi năm để gây quỹ 843 triệu đô la được sử dụng vào kế hoạch xây dựng các bệnh viện tâm thần, mà trong ngân sách 2021-2022 này, chính phủ lao động tại Victoria dự chi đến 3.8 tỷ đô la để canh tân hệ thống bệnh viện tâm thần, vốn đã bị Ủy ban Hoàng gia đánh giá là đang ở tình trạng tồi tệ. Để biện minh cho kế hoạch đánh thuế vào các doanh nghiệp trong ngân sách này, Bộ trưởng Ngân khố Tim Pallas nói rằng, các doanh nghiệp đã tạo được rất nhiều lợi nhuận trong thời đại dịch nhờ vào các biện pháp tài trợ của chính phủ tiểu bang. Liên đảng tự do quốc gia ở thế đối lập đã chống lại loại thuế mới này, và lãnh tụ đối lập Michael O'Brien nói rằng tiểu bang Victoria đã không có loại thuế nào cho cảnh sát, tức là police levy, cũng như không có thuế cho các trường học, tức là school levy, thì tại sao chính phủ lao động lại đặt ra một loại thuế cho sức khỏe tâm thần, tức là mental health levy? Tuy vậy, Phòng Thương mại và Kỹ nghệ Victoria đã hoan nghênh ngân sách này khi cho rằng có thể tạo thêm công ăn việc làm và cải tổ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, thì phản ứng ở cấp liên bang, Bộ trưởng Ngân khố George Vandenberg coi đây là một ngân sách giết chết công ăn việc làm. Theo dự phóng của chính phủ lao động Victoria, thì nợ công mà Victoria sẽ phải gánh chịu sẽ lên đến 156 tỷ vào năm 2025. Queensland trợ cấp tài chính cho công nhân đến làm việc tại vùng du lịch. Ngành du lịch tại các tiểu bang và lãnh thổ là một trong những ngành đã bị thiệt hại nặng nề nhất trong thời đại dịch, đặc biệt là trong năm ngoái 2020. Thế nhưng khi biên giới nội địa được mở cửa và ngành du lịch bắt đầu phục hồi, thì lĩnh vực này lại đối diện với những khó khăn khác. Đó là việc thiếu hụt nhân viên, đặc biệt là tại khu vực phía bắc của tiểu bang nắng ấm Queensland. Cụ thể là tại vùng phía bắc Queensland là nơi mà sinh hoạt kinh tế tùy thuộc rất nhiều vào lĩnh vực du lịch, thì các cơ sở du lịch tại đây lại không có đủ nhân viên. Bởi lý do ấy mà chính phủ Queensland kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới sẽ tài trợ cho những ai đang kiếm việc làm, tức là job seeker, 1.500 đô la để họ thay đổi chỗ ở và một phiếu trị giá 250 đô la. Để di chuyển đến những vùng nông thôn để làm việc trong lĩnh vực du lịch. Những công việc đang được tuyển dụng bao gồm nhân viên làm việc tại nhà hàng, khách sạn, đầu bếp, nhân viên pha chế rượu và hướng dẫn viên du lịch. Tất cả những ai nộp đơn vào các vị trí này cũng sẽ được hỗ trợ chi phí thuê nhà ở mức thấp hơn so với những người khác. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk nói rằng, tuy đã bị thiệt hại nặng trong thời đại dịch, thế nhưng kỹ nghệ du lịch tại vùng phía bắc Queensland hiện đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, không may khi các doanh nghiệp này lại gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên. Vì vậy mà chính phủ phải đặt ra chương trình tài trợ này. Chương trình này sẽ tốn kém cho ngân quỹ của tiểu bang Queensland số tiền lên đến 7.5 triệu đô la. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng thứ Hai.